Đây là đào cái ao để nuôi cá vậy các bạn. Xem cái bạn thấy tài xế chúng ta lái chiếc máy xúc Hitachi này hay không các bạn, rất là khéo léo luôn. Xem kênh mình nhớ đăng ký kênh, bật chuông để cho một like nha, để ủng hộ mình có tinh thần làm nhiều video kế tiếp nha các bạn. Đây là giữa trưa nắng, anh tài xế chúng ta đi ra nữa để đào cái ao nha.